Hoàng Gia xin kính chào các bác. Rất vui lại được gặp lại các bác ở video lần này. Rất là một cái video rất là đặc biệt và hy vọng là đây là một cái video mang thêm tính chất trải nghiệm với những bác nào đang chơi hoặc là những bác nào sắp sở hữu những cái dòng âm ly cổ của Mỹ, đặc biệt là dòng Fisher. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một cái dòng âm ly Fisher model 450T rất là thân thuộc, rất là quen thuộc với những người chơi audio, đặc biệt là những bác nào chơi loa AR nói chung và những dòng loa AR2 nói riêng. Như các bác đã biết rồi thì đây là những dòng âm ly được sản xuất vào những thập niên 60 và sản xuất được tại thị trường Mỹ, và đây được gọi là mệnh danh những dòng âm ly cổ của Mỹ với những chất âm rất là đặc sắc, trung âm rất là ngọt ngào khi ghép với các dòng loa nói chung và đặc biệt là loa AR nói riêng. Thì với Fisher 450T, tại sao lại mà một trong dòng âm ly có âm sắc hay và tuyệt đối lại là những cái tín đồ của những người chơi loa AR, thì nó lại là một cái đối tác cực kỳ hay với loa AR và cũng như là không thể thiếu được với loa AR. Vì cũng cái này thì cũng rất là khó lý giải, nhưng hãy theo số đông và hãy theo những số người chơi đang ghé và cũng như đang sở hữu, đó là loa AR thông thường sẽ ghép với âm ly Fisher. Thì Fisher 450T là một trong những âm ly cũng khá nổi tiếng trong những cái model của Fisher, trong đó có những ví dụ phải kể tên như 450T, 250TX, sò thô nhôm, sò than, 500TX, 800T, rồi những cái phiên bản khác như nguồn xanh, nguồn đen, rồi tụ nọ tụ kia. Đấy, thì đấy là những cái model rất là thông dụng và rất được nhiều anh em chơi audio đã đón nhận và cũng như đang sở hữu trên thị trường. Ngoài ra thì còn những cái model khác nữa, thì đây là những cái model, ví dụ những model mà em không kể tên như vừa nãy, thì đó là những cái model gần như ít người chơi và người ta không đánh giá cao, các bạn nhá, không đánh giá cao. Chính vì thế thì cái giá của nó cũng sẽ hấp dẫn hơn nhau so với những cái dòng âm ly thân thuộc và cũng như là những cái âm ly mà đang được sở hữu rộng rãi trên thị trường. Đấy. Và Fisher 450T thì có những đời như thế nào và nó có bao nhiêu đời, thì cái này thì cũng không có câu trả lời nào chính xác hết được. Đấy, bởi vì với mỗi một dòng sản phẩm thì hãng sẽ cho ra trong những giai đoạn và những thập niên khác nhau, các bạn nhá. Ví dụ đây là một con âm ly Fisher 450T phiên bản là nguồn xanh quân đội, các bạn nhé. Này, xin nhấn mạnh nguồn xanh quân đội sẽ có những cái từ ngữ như nguồn xanh quân đội. Đấy, thì dưới 800T cũng có này, rồi là 450T cũng có này. Thì ngày hôm nay với một cái sản phẩm khá đặc biệt, đó là nguồn xanh quân đội ở 450T, các bạn nhé. Vâng ạ, và một cái đặc biệt nữa là ở đây là cái phần vỉ kích của 450T nguồn xanh quân đội này, thì nó lại có 4 con kích bằng nhôm. Bình thường là những con khác là nó sẽ là một nhôm một than, các bác nhé. Đấy, ví dụ như con này, những con mà thị trường bán nhiều nhất đang có là một nhôm và một than, các bác nhìn này, đúng không ạ? Một con than đây và một con nhôm đây, bên kia cũng một con nhôm một con than, nhưng riêng con này nó là 4 con nhôm. Đấy, cái vỉ mạch này như đánh giá của bên kỹ thuật bọn em ấy, thì đây là một cái mạch nó có âm sắc giống hệt cái mạch của thằng đây là mạch kích, các bác nhé, giống hệt với 800T. Một con âm 800T tháo ra như nào thì cái mạch này nó đúng như thế, từ cái con kích, từ những cái linh kiện trên đây. Và tất cả những cái dòng này nó đều sử dụng một cái dòng trở là titanium. Đấy, các bác có thể nhìn những con trở màu nâu cà phê này, thì đây là những dòng trở titanium, các bác nhé. Titanium, một cái dòng trở rất là cao cấp. Đấy, rất là cao cấp của dòng Fisher. Đấy, những bản thường này sẽ không có, các bác nhé. Bản thường không có đâu ạ. Đấy, các bác nhìn thấy bản này mới có này, thấy chưa ạ? Đấy, các bác nhá. Đấy là những cái mà phân tích thật là cụ thể, thật là kỹ lưỡng để chúng ta mới thấy được. Đấy, nguồn xanh bộ đội, các bác nhé. Còn đây là nguồn đen, các bác nhìn này, nó khác nhau hoàn toàn đấy. Đấy, tiếp tục, đây lại là những cái đặc biệt nữa mà em muốn giới thiệu thật là sâu về cái sản phẩm này. Đó là gì ạ? Tụ của dòng 450T này, thì nói về tụ của 450T này thì nó sẽ có những cái tụ xanh, tụ trắng, không có tụ hồng, các bác nhé. 450T không có tụ hồng, các bác nhìn vậy, tụ xanh, tụ trắng. Và đặc biệt con này nó sử dụng là tụ ở 800T, tụ mập nhưng mà lại nùn, đó nha. Còn với cái dòng thường này thì nó lại sử dụng tụ tụ cao, đó nha. Các bác nhìn tụ cao, đấy, nó dài hơn nhưng mà đường kính nó lại nhỏ hơn, được chưa? Thì với con này thì nó lại mập hơn và ngắn hơn. Còn tất cả những cái thông số thì lại giống nhau, 2000, 20000, ở đây là số 2000 và 55 VDC thì đều là giống nhau, các bác nhé. Đấy, thì đấy là những cái đặc biệt. Và đặc biệt hơn, nó lại có những cái con trở bảo vệ này nữa, hai con đèn bảo vệ ở đây. Con phiên bản này không có, con này có này. Dạ, đấy, đấy là cái sự khác biệt đấy ạ. Vâng ạ, đấy là những xác nhận mà em xin chia sẻ với các bác như thế để các bác nắm bắt được, các bác nhá. Đấy, một phiên bản khác biệt nên là nó cũng khá là hiếm trên thị trường.
Vâng ạ, và cũng là với một cái phiên bản này thì chắc chắn rằng rất nhiều các bác đang và rất rất muốn sở hữu nó đấy ạ. Đấy, mặt mũi rất đẹp các bác nhá. Con này về thì em chưa có lau chùi vệ sinh gì đâu, nó đã đẹp như này rồi đấy. Đấy, thấy chưa ạ? Vỏ zin nữa, vỏ zin nhá. Vỏ zin tuyệt đối luôn ạ. Đấy, vỏ zin ạ. Vỏ zin ạ các bác nhá. Vỏ zin dán si mini. Đấy. Thấy chưa ạ? Vỏ zin hết. Máy nguyên bản nguyên hết. Ok chưa ạ? Vâng ạ, chiếc Omni này thì em cũng xin báo giá để cho các bác tham khảo các bác nhé. Và dành chỉ dành cho những bác nào mà thích chơi đồ độc và chơi hàng trở dạng chất hàng sưu tầm, gọi là độc nhất, gần như độc nhất vô nhị đấy. Ít khi mà gặp đấy, cực kỳ ít nhé. Sò này vẫn là sò trừ 7 các bác nhé. Tất cả là sò trừ 7 hết nhé. Đấy, sò trừ 7 hết nhé, sò là zin hết nhá. Đấy, sò trừ 7 các bác này. Thích dạ, sò trừ 7 hết đấy. Đấy, dây nguồn này, dây nguồn nó rất là đẹp và mới nhá. Đấy, cầu đấu loa này rất là mới các bác nhé. Hàng được đi eBay về các bác nhé, hàng đi eBay ạ. Hàng được đi eBay từ bên Mỹ về. Chiếc Omni này thì em xin báo giá luôn, giá cứng luôn cho các bác nhé, 25 triệu đồng các bạn, 25 triệu đồng các bác nhé. Giá này là không có mặc cả hay gì cả các bác lưu ý, vì sở hữu được một con Omni như này thì bản thân bọn em mua cũng không phải đơn giản ạ. Cũng phải đấu đá, cũng phải loại nhiều đối thủ thì mới giành giật mới mua được một chiếc Omni nó độc và nó đẹp như này. Nên là cái giá mua nó cũng khá cao. Và thứ hai là hàng đi máy bay về thì nó luôn luôn đẹp và cũng như là sẽ ít cái vấn đề giày xước được ạ. Về hình thức nó rất là đẹp. Và đã đi máy bay thì các bác biết rồi, cái chi phí vận chuyển nó khá là cao. Với một con Omni này về đến Việt Nam cũng khá là tốn kém. Mất vài ba triệu, 4-5 triệu chứ không phải là rẻ các bác nhá. Đấy. Nên các bác lưu ý rằng nó sẽ cao. Còn với cái chất lượng và cũng như cái độ đẹp thì cực kỳ yên tâm. Thì các bác có thể nhìn trên video em quay rất là rõ nét và chi tiết rồi thì không có cái gì phải thắc mắc và ý kiến gì nữa. Quan trọng là chúng ta có thích hay không thôi. Chúng ta có thích chơi những cái đồ độc và đồ sưu tầm này không thôi. Cảm ơn các bác nha. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau của Minh Hoàng Giao Đô. Và số điện thoại em sẽ để dưới tiêu đề bài viết ạ, 0975884009 ạ. Em ship hàng toàn quốc các bác nha. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của Minh Hoàng Giao Đô ạ.